Hello các bạn, Cách đây khoảng 2 tháng này, Kevin có làm một vài là tính năng mà Kevin mong đợi nhất của AWS release -E cho uh, anh em engineer chúng ta là tính năng nào? Đó là tính năng dark mode. Ha. Dark mode thì nó không phải tính năng về technical mà tính năng này về trải nghiệm người dùng thôi. Uh, um, có nghĩa là cái màn Management console đó là chúng ta chỉ có giao diện màu trắng mặc định vào trắng như này thì uh, nếu mà ai mà như Kevin mà hay làm việc, việc buổi tối á uh, thì sẽ rất là nhức mắt, rất là khó chịu tuy rằng cái màn hình máy tính mình có thể giảm độ sáng đi hay chuyển sang chế độ night shift thì đấy trên mac os thì đấy nhưng mà nó bản thân bản chất là nó vẫn vẫn rất là khó chịu nếu mà chúng ta làm việc lâu ví dụ ba bốn tiếng thậm chí nhiều hơn nữa thì cái điều mong ước này nó cũng không phải chờ đợi lâu ha thì ngày hôm qua à, là 21 tháng 10 đâu đó khoảng 2 tháng hơn hơn 2 tháng sau cái lời mong ước của kevin mà cũng là cái mình cũng nghĩ là, là lòng của rất nhiều bạn là có cái đắt đắc mốt này. Cái này thì một tính năng nhỏ nhưng mà mình cũng không ngờ rằng à uh, cũng lắng nghe rất nhiều uh, người dùng để có thể release cái tính năng này. Thì tính năng này đang ở giai đoạn beta ha à, mới release vào ngày hôm qua à, là 21 tháng 10. Hôm nay là ngày một thứ bảy đẹp trời, không mưa bão ha. Thì cái uh, đã đã uh, cũng đã enable lên rồi tại vì không thể không thể chờ được rất là phấn khích với cái À, với cái tính năng này ha thì đây là cái mà Kevin đã enable lên tính năng Dark Mode. hồi xưa thì Kevin đã tìm hiểu rất nhiều plugin thậm chí Kevin cài rất nhiều các loại browser này các bạn xem này để tìm cái plugin là nó tương thích với cái browser về Dark Mode này tuyệt vời nhưng mà rất tiếc à, nó nó rất là tệ ha. À, cái việc các plugin chạy không phải là native um, do trên cái Uh, cái đơn vị làm web ấy ra thì rất 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 rất, rất là tệ. Thì uh, cái bên không thể uh, không thể dùng nó được. Thì bây giờ thì chúng ta có cái dark mode rồi, giao diện rất là native. Tuy nhiên đây vẫn là giai đoạn beta ha. Nếu mà có bug hay có gì thì các bạn cứ feedback không phải không không, không vấn đề gì nặng nề hết. Thì để ý đến một cái dark mode này chúng ta vào cái phần user chúng ta chọn setting chờ cái phần này có cái phần display này, cái display này Kevin đã để sẵn là đa mode ha Nếu các bạn muốn sửa này, ví dụ chọn hay là chọn theo system cần thiết này, browser default này đó, uh, thì Kevin luôn luôn sẽ chọn đáng mode này, dù dùng ngày hay đêm đều là đáng mode thế nào, thì nó sẽ dễ chịu cho uh, đôi mắt của chúng ta khi làm việc nhiều với cái màn hình máy tính. Rồi đó là tính năng đáng mode này, thì cũng rất là cảm ơn các bạn đã ủng hộ Kevin trong thời gian qua.